nè, chia nhau anh em ăn đi, được rồi, miếng miếng nè. Dạ, được rồi. Để ăn lấy thảo đi. Người ta, ta nói đó là nó là bùa, mà mảnh đất của ông là bị bùa, bị bùa đó ba. Và đó, cho hỏi ai mà làm, nó nói nhà kế bên. Ở hiện tại thì mình đang di chuyển lên một ngọn núi nằm ngay tại huyện Tịnh Biên ở tỉnh An Giang. Và núi này thì khá là nhỏ nhưng mà rất ít người sinh sống. Ôi chết cha. Chịu. Chịu đi sao ta? Chịu qua đây. Chịu không? Ui. Và trên đỉnh núi này thì có một cái ông lão sống một mình nè. Và bây giờ thì chắc là mấy anh em sẽ đi vào trò chuyện để cô bác chị được rõ ha. Đường hơi khó đi. Nhà tình thương anh. Ôi cái nhà mục nát hết à. Nhà mục nát à. Mà ở trên một cái sườn núi á. Núi này là núi nào vậy anh? Núi Phú Cường. Núi Phú Cường. Núi Phú Cường. Cái câu chuyện của ông lão là như thế nào, chia sẻ cho em được rõ mà. Ở trước Ngụy đặt núi Tà Beo đó. Thì nơi đây thì mình từng lên đây thì thấy ông sống một mình ở trên núi gì mà nhà thì mục nát này nọ đó, thì mình đến để mà mình vay và chia sẻ thôi, chứ về cái hoàn cảnh thì mình thấy ông đơn thân có một mình à, sống trong cái căn nhà như thế mà những cái vách thì nó mục hết rồi. Và một phần thì mình có nghe người dân kể lại thì một phần ngày xưa thì vợ ông bỏ và ông sống mình lên cho đến ngày hôm nay thì cũng không con cái. Rồi có đôi lúc mà ông buồn á, có những cái tâm trạng rồi ông đi uống rượu say xỉn này nọ đó. Và bây giờ cái tâm trí ông thì đôi khi nó cũng không được ổn. Vậy đó, rồi mình thấy những cái hoàn cảnh như thế thì mình đến mình quay, có thể giúp đỡ ông được phần nào thì mình giúp đỡ vậy thôi. Cái thiệt sự mà một cái vị khách lạ hoặc là những cái người xung quanh đến trò chuyện ông nhiều hơn á, thì đôi khi giúp cho ông được vui vẻ hơn và phục hồi lại được cái tâm trí. Cái căn nhà giờ anh Hồ thấy mục nát hết rồi ha. Ừ. Và cái lối đi chính thì gần như là để con đi lối này được không? Đi đường xa không à, cái đó không khóa lại. Đâu, đâu, khóa lại à? À, đi đường xa nè. Mở được không nha? Khóa trái mà khóa vậy trời. À, không được. Đây ông cụ, ông cụ cái trong này. Trời ơi, trời, giống nhà kìa. Thôi. Trời, trong đó ba cái mặt bò kìa. Ở bên trong thì gần như là ông sinh sống một mình nè. Và mọi vật dụng thì vứt bỏ khắp nơi hết hả? À, trời ơi, đây là chủ tôi là cũng nhờ nhà nước nuôi không à. Chú ăn miếng cam. Nè, chia nhau anh em ăn đi. Ngựa miếng miếng nè. Dạ, được rồi. Để ăn lấy thảo đi. Dạ. Ngựa miếng miếng. Đây, cho mọi người xem ha. Sống một mình, khó khăn như vậy á. Nhưng mà có khách tới thì nhường lại cái phần nhỏ này nè. Cam này ai cho ạ? À? À, cũng là sớm á. Người ta cho. Bởi vì tôi có cái bệnh này nè. Bệnh rượu. Bệnh này nè. Bệnh gì đó? Rượu. Bệnh rượu. Một ngày uống hết một chai không? Đâu có. Trời ơi, từ ngày qua nay có nửa lít mà còn chưa hết nữa nè. Nè. Cầm giúp con để con vào con tham quan nhà một xíu à. Đi ra đường xa rồi. Đó, mấy chú đi rồi vô nhà chơi. Trời nè, ơi. Nè, thấy không? Vứt cái vỏ cam ở đây luôn nè. Cái căn nhà này cắt lâu chưa anh luôn? Trời ơi. Căn nhà này cắt lâu chưa anh? Mắc chống gậy gì đi mới được. Té. Chú năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? 80. Đây, đó. Chú vô trong nhà cháu. Dạ. Rồi vợ của chú bỏ chú lâu chưa? Trời ơi, lâu lắm rồi. Bỏ mà tuổi bằng chú vậy đó. Mình tới bây giờ 80 tuổi rồi. Sao bỏ? Hả? Sao bỏ chú? Trời ơi, vậy chứ bằng ăn không có tiền. Cái miếng vườn này cũng có tiền có bạc gì đâu. Lâu lâu mới bán được một cây, hai cây. Và 50-70 ngàn, 100 ngàn vậy, xài vậy đó chứ. Có tiền có bạc thì còn đền bà thì tôi hỏi chú 100 ngàn nó nội mua đồ mà nó giặt diệm nó chưa đủ.
Rồi sao mà nó sống cho nổi? Chú với lại cô có con không? Không. Không có con. Về ở được đâu có tháng nửa tháng nữa. Rồi thôi tới giờ luôn. Dạ. Rồi tôi thấy thôi mình. Mà nó là người Miên. Người Khmer. Ừ chứ không phải người Việt nữa. Ý là tôi biết tôi thân mình nghèo. Mình không có dám tranh đua với ai chứ. Cứ người Miên đó. Mà còn chưa nó còn không chịu ở nữa. Hồi mà chú còn khỏe, chú còn trẻ thì lúc đó chú làm công việc gì? Trời ơi, cũng là cái miếng vườn này không nè. Cái lẫn quẩn miếng vườn nè. Bây giờ chú sống ở đây rồi điện nước đâu chú xài? Mướn người ta không? Đây nè, rồi cả đống đó mà giờ chưa mướn được người. Mướn giặt hả chú? Mướn người ta giặt nước lên tới nhà mình mới đổ vô mình giặt. À, ở đây thì không có nước á, tại vì trên cái triền núi thì khá là khó mà khoan được giếng. Và phải có nước thì phải thuê người gánh nước lên. Ừ, đúng rồi, chú nói đúng rồi. Dạ. Phải đi thuê. Rồi thuê lên rồi mình mới đổ cái đó, mình mới giặt được. Dạ. Thì chắc có lẽ mình vô nhà trò chuyện hơn hả anh Hồ? Đây này, vô nhà. Trời ơi. Chú có bật điện lên đi. Không có điện ấy chứ, không có tiền cậu. Rồi, đây là cái giường của ông nè. Cái giường con ngủ nè. Vì không có giặt giũ gì được nên cái giường nó cứ đóng màn đen, rất là đen luôn ha. Ở dưới này là gì đi không? Đó cái giường đó. Cái này gì vậy? Này là chắc là than. Vậy chứ nhà nước ở đâu vậy? Chuột tha không? Chuột tha. Chuột tha cái niệm á. Chuột niệm. Đó. Chú quay đi, chú quay thở mái trong nhà tôi đi cho có người chú dẫn giúp cứu trợ tôi mang ơn. Tôi mang ơn tới chết luôn. Chú tên là Bùi Ngọc Ấn. Ấn hả? Ấn, Bùi Văn Ấn. Đây, bên đây để Bùi Văn Ấn. Sinh năm 1942 ở tại ấp Phú Cường, xã An Long, huyện Tịnh Biên. 80 tuổi. Còn đây là cái bức hình của chú. Đây là bức hình của tôi. Ui, hồi đó, hồi chụp bao lâu rồi ạ? Lâu mới đây là chụp qua chùa Phật Nằm ngoài đó. Chụp chứ Phật Nằm tôi muốn theo Phật rồi đó. Muốn theo Phật à? Ừ. Chú có thuộc câu kinh nào của Phật không mà muốn đòi theo Phật? Trời ơi, tôi kề kinh có đóng kìa mà tôi đọc có thấy đường thấy xá mà đọc. Mà chữ thì không được bằng giúp vôn. Chữ đọc không chạy. Đánh dần đọc có được. Ở đây là cái bàn thờ này là bàn thờ của cha mẹ của Quyền mà vậy. Cha mẹ của Quyền chưa của chú? Ừ. Rồi ở trên kia chú? Trên này là thờ ông Đỗ Mạnh nè, ông Hoa Công. Dạ. Còn bên đây là thờ Phật. Phật. Còn bên đây? Bên đây thờ bà Cụ Thiên. Trời ơi, tôi đâu có thờ bà này được. Mà những thờ cho nó tròn tròn cái bàn á. Nói vậy chú hiểu không? Dạ. Thờ cho nó tròn vậy đó. Chú sống có một mình là ở trên này là bao nhiêu năm rồi? Lâu lắm rồi. 40-50 năm gì rồi. 40-50 năm gì rồi. Vậy là vừa bỏ đi là đã 40-50 năm rồi. Là sống một mình cô độc vậy á. Ừ. Đồ đạc cái sinh hoạt nè mọi người. Nấu nướng làm sao chú? Có cái lò này nè. Được. Mà rồi. Giờ hết ga rồi. Có cái loại đó. Hôm nay là chú ăn cơm với gì? Hả? Hôm nay chú ăn cơm với gì? Đó, ăn cơm đó đó. Người ta cho. Giỡn anh luôn. Cái đó người ta cho đó nghe. Nó cơm đó, đồ ăn đó ngoài đó đó. Đồ ăn đây. Ừ. Đây nè Phong, gọi cho cô bác quý anh chị thấy không? Đây, đây là đồ ăn nè. Cái gì đó ta? Thịt heo. Thịt heo người à? Ta cho. Thịt bò. Thịt bò. Trời trời. Trời ơi, cho cà cổ ăn không có được gì chứ. Chịu nuốt. Có ra cái gì. Còn cái răng nào đó. Mà cho cà cổ ăn có được gì. Cứ gắt. Chú sống gì chú sợ ma không? Hả? Chú sợ ma. Trời ơi, bây giờ á, dầu có sợ, sợ thì cũng có. Mà có sợ chăng cũng chắc cũng phải chết rồi. Chết rồi cũng thành ma. Chứ 80 tuổi rồi còn sống ở đâu được.
Bây giờ 80 tuổi rồi chú coi đó rồi sống ở đâu nữa? Tôi là người có đức mới được sống được 80 tuổi đó. Vậy thì theo chú là khoảng bao nhiêu tuổi là thấy con người mình viên mãn rồi? Trời ơi, bây giờ yếu lắm, đi trong gậy đó chú thấy té. Nè, chú giật cái đầu này. Chú giật cái đầu này. Té ở đây. Té đây nè. Đây, do đó đi tiểu cũng té. Té đập vô đường, nó đập xuống dưới, nó chú giật cái đầu luôn. Yếu quá anh, yếu quá. Là lúc mà chú xỉn chú té hay là chú yếu chú té? Trời ơi, thì ngủ vậy đó, nửa đêm nửa hôm rồi tôi mới đi ra ngoài kia sao đó, đái chứ không lẽ đái trong nhà sao? Dán bò đi chống gậy đó, đó chú nói chống gậy đi ra đó, đái đó cây gậy đó. Chứ giờ lẽ đái trong nhà sao? Ra chỗ này nè, chỗ cái cửa đó, chứ không có ra ngoài nữa. Và tới đó, và cặt đây. Để thấy ra đó đó. Và tới chỗ đó đó. Dạ. Và cặt đây đó. Cái điều mà mình thấy nhà của chú á, là thờ cũng rất là nhiều ha. Thậm chí ở trên này là ba cái bức bàn thờ luôn này. Dù nhà không có cái gì hết à, nhưng mà chú lại chăm chút cho cái bàn thờ rất là kỹ. Và ở trong này thì dù bây giờ là đã chiều, đầu giờ chiều rồi, thời tiết nó cũng mát rồi. Nhưng mà bên trong nhà khá là nóng. Và dạ, có những cái ba không nè, không điện, không nước và cũng không những cái thực phẩm tích trữ. Có chai dầu ăn, có một ít nước tương. Trời ơi, chai dầu ăn người ta cho. Ở đây thì mình quan sát thấy là hai chiếc xe đạp, một chiếc xe đạp, một chiếc xe máy. Không biết là hai phương tiện này là của ai vậy chú? Hả? Nhà mình có chiếc xe máy, xe đạp của ai ạ? Chiếc xe này nè, mà giờ chạy không được. Chiếc xe này là của đứa cháu cho. Còn chiếc xe này là người ta bán 100 ngàn. Tôi thấy tôi chạy xe này không nổi, tôi thấy vậy tôi mới mua. Vậy thì chú làm cái công việc gì để có tiền chú sống hàng ngày? Trời ơi, cũng nhờ mấy chú mạnh thường quân, mấy chú người giúp đỡ. Người ta lợi, người ta tham quan rồi người... có người cũng cho cả triệu bạc, một triệu mấy. Rồi có người cũng cho 500-700. Rồi sinh sống thường ngày. Anh thấy ông ngủ, cái quần áo thì cũng không có nhiều ha. Đồ đạc thì cũng không có đủ. Mà lúc nào vô gặp nãy giờ thì thấy chú vui lắm. Thì phải vui vẻ. Vui. Cái ca nước này là của chú mướn người ta sắp đấy hả? Can nước rồi mới 20 ngàn. Can gì đó. Nè, mua hết rồi nè. Nè. Giờ chú uống cái nước gì? Cũng nước này nè. Nước máy mướn người ta ngoài. Vậy thì đó giờ là chú sống nhà có ba con hay là anh em gì ghé thăm không? Không đâu. Hết rồi. Hết nước. Thì tôi xách nước, tôi chống gậy. Tôi đi xuống ở dưới đó đó. Tôi mới mướn con cháu. Mà giác tao dùm thùng nước. Bây giờ tao làm gì không nổi chứ. Mà tao nhìn đôi. Tao không có nấu mì, nấu gì ăn được. Không có nước, không có ăn gì được. Thì nó giác lên. Nó không có lấy tiền. Giác lên thì nó nói, mướn nó, mình mướn thiệt. Mà nó nói không, tôi không có lấy tiền ông đâu. Nó nói vậy đó. Con giác dùm cho ông chứ con không có lấy tiền của ông. Chú có chia sẻ là chú nói là chú ngủ ở đây một mình thì chú cũng sợ ma. Chú có gặp ma không mà chú sợ? Trời ơi, nó hiện hình ở đây nè. Nó hiện hình đây nè mấy chú lại. Nó hiện hình tại đây. Hai người. Hai người trời ơi, không phải. Đầu á, dòng cây của đạp nó xuống nó hiện hình đây. Là sao chú có thể kể lại cho con rõ hơn được không? Cái đó là tôi nói với người ta, ta nói đó là nó là bùa, mà mảnh đất của ông là bị bùa. Bị mình bùa đó ba. Và rồi tôi hỏi ai mà làm? Nó nói nhà kế bên. Rồi tôi nói thêm luôn. Và từ đó giờ là chú thấy được là
người âm hiện về ở trên căn nhà này là một lần thì nằm gấp bên này, một lần là dưới này. Hai lần. Bao lâu rồi ạ? Mới đây nè. Một lần á nằm dưới này, đi ngồi dưới này ngồi hai lần đây nè. Còn lần tôi về ở đây ở trong thiết. Chú thấy ban ngày hay ban đêm? Trời, thấy ban ngày á. Mà lúc đó thì lúc đó tôi có ngủ, tôi uống rượu nè. Rồi tôi nằm tôi mơ tôi giòn tôi thấy. Chú thấy thường xuyên không hay là chú? Trời, lâu lâu mới thấy. Thấy một lần bọc đó tới giờ đâu có thấy nữa. Tôi nằm mơ không có ngủ. Thức thấy. Con nghĩ rằng như thế này nè. Một người bự con, một người nhỏ con, một người cao, người lùn, người bự con. Thì người lớn đó thì cao, còn cái người nhỏ lùng. Như con nghĩ như thế này nè, nhà mình có bàn thờ nhiều á thì thắp nhang nhiều, con mừng thắp nhang mà cầu trời cầu Phật thôi, là con nghĩ là cái mà người ta kêu tôi nghĩ cái đố, đừng cái đố, tôi nghĩ tôi biểu nghĩ cái thật đâu, đừng đốt nhang hả? Ừ, vì sao ạ? Không biết mà người ta kêu tôi, người ta nói. Ai kêu chú? Cái người phức bạc á, ngồi nói chuyện rành rồi chú nói chuyện với chú bây giờ kêu đừng bỏ cho lâu, chừng nào ta kêu ở đốt. Và từ đó đến giờ là chú không đốt nhang nữa? Nhang kìa chú, coi kìa, bo mà mình không đốt, tính đem đi cho tao. Đã người ta kêu vậy là chú đốt cái gì nữa? Người ta kêu đàng hoàng, nói chuyện đàng hoàng, nói đừng. Chú nói lớn mình sợ. Ta kêu đừng có đốt. Dạ. Theo như chú kể lại á, là trong một lần nằm cái võng này thì có một người khúc mặt nói bên qua cửa sổ á, người có đốt nhang nữa. Và kể từ đó thì chú không còn ở trên đầu này nè đốt nữa. Dạ. Mà đây chắc ông nội chú rồi, chứ không phải người mi mặt nguyên bộ đồ đen ngồi đây tôi hoài. Mà tôi biết ông nội chú rồi. Mà hồi đó, hồi bà ông nội tôi chết thì tôi chưa biết mặt ông nội tôi. Mặt nguyên bộ đồ đen. Chú thường uống rượu không hay là chú chiều chú mới uống? Ta thường uống hoài. Uống tối ngày sáng đêm. Dạ. Mà uống có nhiều, uống ly, nửa ly rồi nằm ngủ. Ngủ rồi giật mình thức dậy uống ly, nửa ly nằm ngủ. Là chú cứ tối ngày ở trong cái ngôi nhà này thôi là chú không có đi đâu hết? Không có đi đâu hết chứ. Mọi người nói thì chú thường thấy những cái bóng đó là nó bị yếm bùa. Mọi người nói là đó là bùa la băng. Chú gặp vậy là chú sợ lắm không? Không, tôi cũng bình thường. Nó có là gì mình đâu mình sợ. Phải không chú? Yeah. Phải làm chú là chú sợ. Còn nó có làm gì đâu. Gặp thì gặp. Mà nó có làm. Chú có ước muốn gì không chú? Trời ơi, tôi có ước có tiền thôi chứ đâu có ước muốn cái gì nữa. Có tiền để uống rượu hả? Hay sao? Trời ơi, để mua ăn. Mua đồ cơm nước đồ đậu lúa nó bán á. Bây giờ vậy nè, con chia sẻ thiệt với chú. Con ghé thăm chú á, thì con biết là bà con ở đây có nói là chú sống một mình nè. Rồi cũng bữa đói bữa no. Đúng rồi. Nhưng mà cái này con tiếp chú á, là không mua rượu nha, mua đồ ăn về. Được, họ hứa không? Hứa thì lần sau con ghé thăm nữa. Trời ơi, hứa. Thì con tiếp chú khoảng 1 triệu. Đây là số tiền của nhóm của từ thiện của chị Ngọc á, gửi cho mấy hoàn cảnh, thì con gửi cho chú 1 triệu để chú mua thực phẩm. Nếu mà chú nghe lời con, lần sau tụi con ghé tụi con mua đồ cho thêm nữa. Còn mà mua rượu là tụi con dặn con không ghé nữa. Dạ. Được không? Cảm ơn. Ở đây thì có anh Un thì ảnh cũng gần nhà chú, mà nghe nói chú xỉn là tụi con không ghé nữa nha. Dạ. 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 Này con gửi chú ha. Dạ. Cảm ơn. Mừng quá. Quá mừng. Chú tính lấy cái này làm gì? Chú lấy tính lấy số tiền này làm gì ạ? Tính là mua gạo. Một ít gạo mới được. Này cho mọi người xem cái bếp ha anh Hồi. Và trước khi mình kết thúc còn clip, nhà của chú thì đồ đạc thì không có nhiều, chỉ có hũ chao nè, một ít chai nước mắm, nước tương. Và gạo thì còn như là cạn kiệt rồi.
Thì cái số tiền vừa rồi cũng một phần nhỏ để chú mua ít gạo, mua thực phẩm cứu đói trong cái thời gian sắp tới. Theo như cô bác anh chị chia sẻ là chú sống đơn độc vào bữa đói bữa no. Thì câu chuyện hôm nay tụi mình muốn chia sẻ về cái hoàn cảnh của chú để chú bớt đi cái nhọc nhằn. Và chắc có lẽ thì mấy anh em cũng xin phép kết thúc đoạn clip tại đây. Nãy giờ thì cũng trò chuyện, chắc cô bác anh chị cũng hiểu rõ hơn một đôi ba phần rồi ạ. Chú được mang ơn cũng đỡ. Cũng đỡ dữ lắm chú. Cũng được, sống cũng được. Rồi con chào chú, con về. Chú nhớ giữ gìn sức khỏe, đừng có uống rượu nữa nha. Dạ. Dạ thôi, con về thì mai mốt anh Un sẽ thường ghé qua thăm chú để coi tình hình sức khỏe của chú. Dạ. Hạn chế rượu để tụi con có qua thăm chú nữa. Con chào chú, chúc chú sức khỏe ạ. Dạ. Rồi xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý anh chị ở clip sau ha.